Sự nhút nhát kéo dài sẽ dẫn đến tính cách tự ti, luôn suy nghĩ tiêu cực về bản thân, con rụt rè sợ hãi khi gặp người ngoài, con không dám bày tỏ suy nghĩ mong muốn của mình với bà mẹ không hiểu con đang muốn gì, thường so sánh con với người khác, khiến con càng tự ti hơn. Điều này không hề tốt cho sự phát triển của trẻ sau này. Để giúp con mạnh dạn và tự tin, lớn lên độc lập, con giao tiếp giỏi và thuyết trình hay, bình tĩnh, xử lý các vấn đề, tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, thì ba mẹ hãy làm theo 5 lời khuyên sau đây nhé. 1. Điều quan trọng nhất là ba mẹ cần kiên nhẫn, tôn trọng việc con cần có thời gian để làm quen trước bất cứ một tình huống nào. Nếu con chưa sẵn sàng, thì đến một thời điểm con đã tích lũy đủ kiến thức, thì con sẽ đủ tự tin và phản xạ rất là tự nhiên, nên bố mẹ không cần quá lo lắng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi con thực sự sẵn sàng. 2. Hãy trò chuyện nhiều cùng con. Ba mẹ hãy luôn là người đồng hành cùng con trẻ. Hãy thường xuyên trò chuyện và lắng nghe những cảm xúc của con, khuyến khích con nói lên suy nghĩ của mình, tình cảm của mình, giúp con tự tin chia sẻ những việc hàng ngày mà con thích hoặc không thích điều gì đó. Từ đó thấu hiểu và có những cái cách động viên con để con tự tin hơn. Mối quan hệ bền vững giữa các thành viên trong gia đình, con sẽ gắn kết với mọi người hơn. Điều thứ ba là hãy luôn yêu thương, động viên con bằng những lời khen ngợi. Không chỉ có con trẻ đâu, mà chúng ta những người lớn cũng rất thích nhận được những lời khen từ người khác. Khi được công nhận một thành quả nào đó, con sẽ cảm thấy được yêu thương và quý trọng. Hãy khen ngợi những nỗ lực của con và con sẽ cảm thấy mình được công nhận, con sẽ tự tin hơn. Điều thứ tư là không so sánh con với người khác. Mỗi đứa trẻ đều có những tính cách, những điểm mạnh riêng. Con của bạn nhút nhát, chưa thể hiện nhiều trước đám đông, không phải là do trẻ yếu kém, mà là do bạn chưa hiểu để khai thác, thúc đẩy con phát huy sở trường riêng của bản thân. Đừng nên dồn dập đẩy con ra bàn cân giữa con bạn và đứa trẻ khác. Điều đó sẽ tạo ra những vết thương vô hình trong lòng trẻ. Lâu ngày, trẻ sẽ suy nghĩ là mình yếu kém, từ đó sẽ mất đi sự tự tin vốn có, sẽ rất là ngại giao tiếp trong tất cả mọi các tình huống. Điều thứ năm là hãy thúc đẩy con tham gia nhiều những hoạt động tập thể, tiếp xúc với nhiều người, nhất là những bạn cùng trang lứa, sẽ giúp cho trẻ thoát khỏi sự tự ti với các hoạt động. Trẻ bộc lộ khả năng chia sẻ, nêu lên những quan điểm và tiếng nói riêng, tinh thần tự ti sẽ ngày càng giảm đi, tự tin sẽ nâng cao hơn. Dần dần trẻ sẽ thấy mình là một em bé vô cùng tuyệt vời. Nếu mọi người thấy clip này hay và hữu ích, hãy like, share và đăng ký tham gia vào cộng đồng giáo dục STEAM để biết nhiều hơn kiến thức nuôi dạy con tại nhà. Tôi sẽ để link tham khảo ở bên dưới. Chúc ba mẹ một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập thể